Những video hay nhất giúp bạn hiểu hơn về chuyện phòng the. Bạn phải hiểu như thế này này. Đời sống vợ chồng mà không có tình thì nó giống như hai người bạn có đúng không ạ? Nó giống như tình đồng chí có đúng không ạ? Các bạn tưởng tượng là chúng ta có chơi thân đến nhau đến mấy, có gần gũi đến nhau đến mấy đi chăng nữa thì chúng ta cũng chỉ gần nhau thôi. Thì chúng ta không thể làm chuyện này được. Chúng ta vẫn có một cái gì đó không thể kết nối được sâu. Nhưng cặp vợ chồng thì khác. Khi mà họ là bạn của nhau, họ chơi với nhau và họ làm cái chuyện đấy với nhau, có một cái phần yếu tố là gì, là cử chỉ âu yếm xúc chạm yêu thương. Thế vậy vợ chồng cũng, khi mà nó có cái xúc chạm như thế này thì làm cho các neuron thần kinh trên cơ thể nó sẽ có cảm xúc đủ đầy hơn, yêu thương hơn, gần gũi hơn, thân hơn, hạnh phúc hơn. Và khi mà có cái động chạm của nam và nữ, đặc biệt người đàn ông mang tính dương và phụ nữ thì mang tính âm, khi âm dương tạo vào nhau thì nó mới hòa hợp được. Tình mà không được lưu thông trong vợ chồng nhé thì nó gây ra stress, có đúng không ạ, gây ra căng thẳng và nó mất kết nối các bạn. Cho nên ý nghĩa của tình nó rất là quan trọng trong đời sống vợ chồng, giúp cho vợ chồng trở nên hòa hợp hơn này, vui vẻ hơn này, gần gũi hơn. Và đặc biệt các cụ có câu là gì? Ngày mà lục đục thì tối thể dục là sao. Vợ chồng dù cãi nhau đến mấy thì chăng nữa, nhưng mà chỉ cần làm chuyện đấy xong, ngày mai lại như chưa hề có chuyện chia ly. Như chưa hề có chuyện gì trước đó. Có rất nhiều lần vợ chồng cãi nhau, đánh nhau, cảm giác là cái thế giới này nó không thuộc về nhau. Nhìn mặt đã thấy hãm rồi. Nhìn mặt nhau thì thấy lúc sự sai lầm rất là lớn với cuộc đời của mình. Khi nghĩ đến chuyện là lấy người đàn ông đó, tăng sông xong khói nó bốc đầy đầu thế này, giận nhau như thế thôi. Nhưng sau đó thì cần, và cuối cùng là sau chuyện đó cái ôi ôm nhau yêu nhau lắm, sau đó lại đưa nhau đi ăn, đi xem phim, xong lại đi chơi. Và đây là chính là đời sống, là chuyện hết sức là bình thường. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng thì tình cũng vậy, để học cách sử dụng nó như thế nào để nó trở nên nghệ thuật, trở thành một cái sự thú vị để làm cho vợ chồng trở nên tuyệt vời hơn. Tất cả các bộ phận trên cơ thể của chúng ta nó là một sự vi diệu các bạn. Nó không thể nào một người phụ nữ sinh ra mà không có âm, người đàn ông sinh ra mà không có dương thì trở thành quái vật mất, đúng không ạ? Thế vậy thì nó sinh ra là để nó vật nhau. Thế vậy thì chúng ta sẽ khai phá cái vùng đất đầy tiềm năng này để làm sao vợ chồng trở nên hòa hợp. Thế các bạn nhớ rằng là nếu như bạn không trân trọng nó, không yêu thương nó, không chăm sóc nó, nếu các bạn không đánh giá nó cao, các bạn không ghi nhận nó thì nó sẽ không thuộc về bạn. Bạn phải hiểu là nó quan trọng, nó thuộc về bạn. Bạn có trách nhiệm, nghĩa vụ là phải chăm sóc, phải yêu thương nó thì nó mới có thể thuộc về bạn. Còn nếu như bạn hắt hồi đó, không có yêu thương nó thì sẽ có người khác thay thế bạn làm chuyện đó. Tần suất quan hệ lý tưởng theo tuổi nha. Tập trung vào chất lượng, ăn ít nhưng ngon còn hơn ăn nhiều mà bừa phứa ra. Chúng ta sẽ đi vào này, từ 20 đến 29 tuổi, một tuần là 8 lần. Còn độ tuổi từ 30 đến 39 thì chúng ta sẽ lấy gì? 3 x 9 có nghĩa đây con số cuối thì sẽ là 2 tuần 7 lần. Và cứ tiếp tục như vậy là 49 thì là 49, 36, 3 tuần 6 lần. Thế vậy thì các bạn nhìn 80 đến 89 tuổi là 7 tuần 2 lần. Có độ tuổi này mà quan hệ được không các bạn? Cũng còn tùy đúng không? Còn phải phụ thuộc vào cái sức khỏe. Nhưng các bạn thấy là phụ nữ thường ở độ tuổi 50 đến 59 4 tuần 5 lần thì các bạn sẽ nhìn thấy là 1 tuần 1 lần. Nhưng mà ở độ tuổi này 1 tuần 1 lần phụ thuộc về sức khỏe nữa. Nhưng hầu hết các mẹ mà đến 59 là đã mãn kinh rồi. Nhưng mà nhu cầu đàn ông có mãn không? Thì điều này có nghĩa là gì? Phụ nữ cần phải gia tăng sức khỏe, phải giữ sức khỏe của mình. Bởi vì đàn ông ở độ tuổi 70, 79 vẫn có nhu cầu một cách bình thường đấy. Thời gian quan hệ phù hợp thì các bạn sẽ thấy này, từ 3 đến 7 phút là thích hợp. Đây là cô đang tính về thời gian xâm nhập các bạn nhé. Thế vậy thì đây là khoảng thời gian xâm nhập, còn chúng ta không tính dạo đầu. Thế từ 3 phút đến 7 phút là thích hợp nhá. Còn thì từ 7 phút đến 13 phút là tuyệt vời, là lý tưởng đấy. Còn từ 10 đến lại 30 phút là bốc khói các bạn. Có biết thế nào là bốc khói không? Có nghĩa là cái tình trạng mà người ông lâu quá khi đi vào bên trong mà mãi anh không xuất được, mà người phụ nữ thì cơ thể nó cũng cần phải có cái giới hạn về thời gian. Ví dụ như là cứ đi vào bên trong thì cái chất nhờn của người phụ nữ nó sẽ gì, khô, nó không điều tiết và nó không tiết ra nhanh được thì nó gây ra rát hoặc là đau. Thì người đàn ông cũng vậy, khi mà ở bên trong người phụ nữ nó không nhiều nước thì nó sẽ bị khô của cả hai bên, thì anh ấy cũng rát và người phụ nữ cũng rát. Còn nếu như từ 1 đến 2 phút thì là quá ngắn, nhưng mà dưới 1 phút mới được tính là yếu sinh lý. Khi mà make love thì cảm xúc nó như thế nào và sau đó như thế nào, và tập trung nhiều nhất là cái vấn đề về thôi miên trong quá trình make love. Bởi vì thực ra nhu cầu của người phụ nữ nó không cao như người đàn ông. Đa số là phụ nữ cái nhu cầu make love là đa số là cử chỉ âu yếm để được gần gũi, để được quan tâm, để cảm thấy là được yêu thương và được thuộc về mặt cảm xúc thôi. Về mặt cơ thể là được ôm ấp ra. Còn thì make love thì nhu cầu không phải là quá là trầm trọng, quá là nặng, quá là lớn như người đàn ông. Thế nhưng mà vì người đàn ông lại nhu cầu quá cao, chồng các bạn nhu cầu mà lại quá
lớn, thì việc chúng ta cần phải học để hiểu sâu, để chúng ta điều tiết được thể trạng của anh ấy, điều tiết được tình trạng của anh ấy về sức khỏe hoặc tần suất của anh ấy. Ví dụ anh nhiều quá, khi mà mình đi vào sâu vào chất lượng thì nó sẽ giảm đi đấy, nó sẽ điều hòa hơn. Một người phụ nữ có kiến thức sẽ biết cách điều hòa. Ví dụ như anh quá ít, quá ngắn thì mình cần phải làm cho điều tiết cho nó dài ra hoặc nhiều hơn. Nhưng nếu như chồng của bạn mà quá nhiều thì chúng ta cần phải làm cho, thứ nhất là giảm đỡ đi và đi sâu vào chất lượng, đúng không ạ? Một cặp vợ chồng cả cuộc đời họ sẽ quan hệ với nhau rồi ạ. Tại sao vợ chồng cần phải quan hệ tình dục? Người ta nghiên cứu rằng là trung bình một cặp vợ chồng cả một cuộc đời chung sống hạnh phúc với nhau thì người ta sẽ quan hệ là 5.000 lần các bạn ạ. 5.000 lần. Thực ra con số này thì nó không hoàn toàn là chính xác, là phụ thuộc vào tùy. Ví dụ người khỏe, người siêu khỏe là siêu to khổng lồ ấy, con số này nó có khi là vẫn còn khiêm tốn. Nhưng đối với những cái cặp vợ chồng mà ví dụ như là còn có một cái vấn đề về sức khỏe hoặc là vẫn còn e ngại thì cái con số này lại có khi lại là quá lớn, đúng không ạ? Như chúng ta giả sử nhá, chúng ta ví dụ trung bình đấy, cô có học viên trải nghiệm đầu tiên cho cô ấy khi mà cô lấy chồng nhá, đêm 7 ngày 3 là có thật đấy các bạn ạ. Tần suất quan hệ lý tưởng là đây, là người ta tính toán như thế nhưng nó không hoàn toàn chính xác. Bởi vì sao? Bởi nó phụ thuộc vào, thứ nhất, tính chất công việc. Ví dụ công việc của chồng bạn hoặc của bạn liên quan đến chất xạ hay phóng xạ gì đó, nó ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng. Rồi thì áp lực công việc này, stress này. Ba là có những người gọi là yếu ấy, nhưng không khỏe, không có bình thường thì cũng bị ảnh hưởng. Cho nên cái này nó chỉ là tính để cho chúng ta có cái form thôi, chứ thực ra nó không hoàn toàn chính xác với bất kỳ ai, tùy theo thể trạng của từng người. Ví dụ như là cô có học viên chẳng hạn, vào cái giai đoạn đầu khi mà cô lấy chồng nhá, các bạn biết là đêm 7 ngày 3 vào ra không kể, nhưng mà cái tình trạng nó không được kéo dài, nó không phải là lúc nào cũng được như vậy, nó chỉ ham hố ở trong khoảng độ thời gian đầu thôi, xong nó bắt đầu nó giảm dần.